Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về hành vi đánh bạc và gá bạc. Các đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Bá Lập, sinh năm 1993, Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1990, Nguyễn Ngọc Tú, sinh năm 1993, Vũ Trọng Tình, sinh năm 1982, Lê Quý Quỳnh, sinh năm 1975, Nguyễn Ngọc Hoàng sinh năm 1982, Phạm Văn Tam sinh năm 1962, Chu Văn Bắc sinh năm 1989, Nguyễn Văn Trước sinh năm 1980 và Vũ Thanh Tuyền sinh năm 1984, trú tại hai huyện Văn Lâm và Yên Mỹ. Cụ thể, ngày mùng 3 tháng 3 năm 2021, tại quán karaoke Minh Châu ở thôn Hoàng Nha, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm do Vũ Thanh Tuyền làm chủ. Công an huyện Văn Lâm phối hợp với công an xã Minh Hải bắt giữ các đối tượng trên đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ số tiền gần 115 triệu đồng, một chiếu, một thảm, bốn quân vị cắt từ lá bài trắng, một đĩa sứ và các vật chứng liên quan. Hiện công an huyện Văn Lâm đang tiếp tục điều tra làm rõ.